Chào mừng bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Hôm nay em chia sẻ bằng con web đào của đồng Solana, không cần chơi máy bạn nghe. Có lỗi free chúng ta chơi luôn, không cần phải đầu tư. Thì đầu tiên bạn sẽ lấy được link phần mô tả của mình. Nó sẽ ra một diện thế này, các bạn kéo xuống cho mình. Bắt đầu khai thác. Chúng ta sẽ lấy địa chỉ Solana trên quỹ OneNote, Chocolate, MetaMask hoặc là PocketPay. Mình sẽ lấy PocketPay bay nha, dán vào cái tiếp nhận mật khẩu, bấm vào tiền gửi cho mình. Các bạn nên chọn quỹ chocolate hoặc là MetaMask hoặc là Pocket, cái gì quý nó ổn định, nó cố định nha, nó không thay đổi, nó dễ hơn. Còn trên OneNote á, số tài sản của chúng ta dưới 200k thì nó khó hiện lên lắm, nó vẫn về, các bạn hiểu không, nó vẫn về nhưng mà nó khó hiện lên. Như đó mình quyết định là chọn cái quý Forecast Bay. Kéo xuống cho mình. Cái đồng Solana nằm dưới đây đi. Solana, Sol. Sao chép. Vào trang web. Giá trị vào đây. Cái tiếp của bạn nhập mật khẩu nhớ là tối thiểu là 4 ký tự nha. Vào. Mà theo. Đào hoàn toàn miễn phí. Đây số dư của chúng ta, cái min gốc của hiện giờ là 0,01 nha đồng Sol. Mình sẽ chia sẻ bạn chơi free thôi nha, không khuyến khích bạn nạp vào đây. Đây, nếu bạn chơi free á thì nó là cái miễn phí có giới hạn, tức là trong vòng 5 ngày. Trong vòng 5 ngày bạn nha. Bạn của mình đã chia sẻ cho mình cái web này. Bạn ấy đã đầu tư là 3,5 con, cái gói 3,5 con là trong vòng 5 ngày bạn ấy đã thu về là hơn 1 con Sol. Rút khá là nhanh luôn. Còn đây là mình đã nạp vào, mình test thử là 0,013 nha, 0,13 đồng Sol, khoảng 250 á. Tầm đó đi. Mình đầu tư gói này nè. Thì muốn đầu tư á thì các bạn phải nạp vào đây đúng không? Là 20 ngày là dùng trăm là 20%. Lần đầu chúng ta nạp là 0,12. Sau khi kết thúc gói 20 ngày các bạn muốn chơi nữa thì bắt đầu lại từ đầu là 0,144. Phí nó cao hơn rồi. Đây, cái gói bạn mình đang sử dụng nó này. Và thu nhập hàng ngày là 0,1 con nha. Gần 1 con Sol. Thì trong vòng 5 ngày tức là bạn ấy thu về hơn trừ vốn luôn là lãi hơn 1 con Sol. Con Sol thì giá khoảng chừng 2 triệu nha. Đầu tư 7 triệu, lãi 5 ngày 2 triệu. Nói chung là mình thấy các bạn thấy khá là hấp dẫn đúng không? Nhưng mình khuyên các bạn không nên cân nhắc trước khi chơi. Các bạn vậy. Lãi cao thì rủi ro cao. Thì bạn mình đã lấy vốn rồi. Do đó mình chỉ chia sẻ bạn cách chơi free thôi. Còn các bạn muốn chơi thì phải cân nhắc trước khi chơi. Còn mình sẽ chia sẻ bạn cách chúng ta nạp vào để chơi cái gói nhỏ nhất, khoảng tương đương khoảng 200k thôi. Thì vòng khoảng 10 ngày, khoảng tầm 10 ngày ta sẽ lấy vốn nha. Đầu tới 20 ngày lấy lãi. Muốn nạp vào đây thì bạn phải bắt buộc phải nạp là 0,13 nha, do phí nữa. Thì hiện giờ cái giá của đồng Sol nó là khoảng 1.988.000, tương đương với gần 2 triệu nha, gần 2 triệu đi. Bây giờ bắt đầu ta sẽ tiến hành mua trên quỹ OneNote. Có người gọi là anh OneNote cũng được, hay là gọi là OnNote cũng được, tùy các bạn thôi. Thì cái giá, nhiều lúc giá nó khoảng tầm 5-6 triệu là bình thường, cái con này. Hiện giờ do thị trường nó biến động, cái đồng này nó đang giảm các bạn nha. Thì chúng ta sẽ thu là 0.3 đúng không, 0.13. 0.13, cái đồng Sol. Có giá cái thị trường nó bao nhiêu? 258.000, ok. Mua. Quyết định mua thì chúng ta sẽ đầu tư cái số tiền Sol này. Các bạn nhớ nha, mình chia sẻ free nha, các bạn có thể chơi free được. Con này khá là hot, bạn mình đang chơi khá là ngon. Thì các bạn vào cái quý
vào đồng son, bóc phần gửi cho mình, bóc phần gửi, sau đó ta chọn đồng son nha, SOL son. Thì các bạn nên chọn là chọn cái gửi qua cái đồng Solana, qua mạng Solana luôn, gửi mát 0.13 đúng không. Tiếp tục chúng ta sẽ vào cái ví, vào cái địa chỉ của trang web chúng ta copy dán vào nha, qua trang web copy cho mình. Các bạn nhớ nha, phải bắt buộc là phải 0.13 nha, tại nó có phí 0.1 nữa, 0.01 nữa. Các bạn nhớ nạp đủ nha, đừng nạp thiếu. Dán vào đây, xác nhận cho mình. Thì do bảo mật thì có 3 bước chúng ta chuyển khoản. Thứ nhất là cái mã OTP. Cái phí bao nhiêu nha? Phí 127 VNC thôi, khá là rẻ luôn ha, khá là rẻ, khá là bèo luôn. Gửi đi cho mình. Thứ nhất là OTP, xác nhận. Thứ hai thì các bạn nhớ là nghe điện thoại nha, chúng ta sẽ nghe điện thoại và đọc cái mã 6 số nhập vào. Ok, bước thứ ba chúng ta sẽ xác minh bằng Gmail bằng cái nhập 6 số gửi tới Gmail chúng ta. Đây, 879 đúng không, 2272. Ok, gửi đi, gửi. Các bạn đang chờ xử lý nha, chờ xử lý xong thì chúng ta sẽ vào trong web. Thì cái này mình đã đập rồi, mình chỉ quay lại cho bạn xem thôi, mình đã đập rồi, trên app đã có rồi, khá là nhanh luôn. Đây, đây gói đầu tư của mình, đó, tổng rồi. Thế này kéo qua nha, đi xong một ngày ta thu nhập bao nhiêu? Một ngày 19 giờ đây, 0.082, tức là khoảng 2 ngày, một ngày gửi nha. Một ngày gửi chúng ta sẽ được rút, tại vì min của nó khoảng là 0.01 thôi, mình đây 0.08 rồi, một ngày rồi thì vẫn tương đương khoảng một ngày gửi, hơn một ngày thôi là đủ min rút. Đây số dư của mình mới đầu khá là ok đúng không. Nói chung là bạn mình chia sẻ con app này thì khá là ngon, nhưng mà thật sự chúng ta cân nhắc trước khi chơi. Mình thì không dám nạp nhiều rồi đó, mình chỉ test app và mình chia sẻ với bạn cách chơi free thôi. Nếu các bạn muốn chơi không đầu tư thì bạn nên chọn những con app, những con web làm coi hay là vòi đó trên kênh của mình thì khá là nhiều, các bạn tập trung vào làm. Còn như các bạn muốn đầu tư thì bạn cân nhắc trước khi chơi, bất cứ con app nào nó rủi ro, nói chung là app nào nó cũng lãi suất cao, rủi ro nó càng cao thôi, lúc nào cũng vậy. Ok, chúc bạn thành công. Chúng ta sẽ qua phần quay số thưởng ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn nha. New Century vẫn ổn, không, nó mới vừa chết hôm nay. New Century mới vừa sập, mình sẽ thông báo cho các bạn trên tất cộng đồng. Ok, chúc bạn thành công. Nếu bạn thấy hay, thấy thích thì xin cho một like và đăng ký hộ kênh để kênh ngày một phát triển hơn. Tạo động lực cho mình, kiếm trang web, kiếm tiền riêng cho các bạn. Cứ tiếp tục, các bạn dán mới nhất của OneNote chia sẻ các bạn. Các bạn sẽ không bỏ lỡ những video mới nhất của mình bằng cách nhấn chuông theo dõi. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Đừng quên comment, quay xuống thưởng ngày hôm sau. Thân ái chào tất cả các bạn, cảm ơn đã xem.